Do bị chuột cắn phá lúa, Tuyến dùng điện bẫy chuột để bảo vệ diện tích lúa của gia đình thì gây ra hậu quả chết người. Sáng ngày 29 tháng 7, tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuyến, sinh năm 1992, trú tại xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, 5 năm tù về tội giết người. Theo kết quả điều tra, khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2022, Tuyến sử dụng bình ác quy loại 12V 70A kết nối vào bộ biến đổi điện loại 550V từ một chiều DC sang điện xoay chiều lên trên 180V AC và dây chì kéo xung quanh diện tích đất trồng lúa của gia đình thuộc ấp Bắc Đai, xã Nhân Hội để bẫy chuột, nhưng không gắn biển báo và thông báo cho người dân xung quanh biết. Đến 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1984, trú tại địa phương đi xuyệt cá, thì va chạm vào dây chì do tuyến dân bị điện giật chết. Sau khi phát hiện Phúc chết, tuyến vác Phúc cùng dụng cụ xịt cá đi giấu cách hiện trường khoảng 190 m Còn dụng cụ dùng bẫy chuột, tuyến ném bỏ xuống kênh rồi đi về nhà. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, thấy gia đình Phúc đi tìm, tuyến chỉ nơi giấu xác Phúc và đến công an xã Nhân Hội đầu thú. Ngày 4 tháng 2 năm 2022, tuyến bị khởi tố điều tra.